Và xin mời tất cả các vũ công của các câu lạc bộ chúng ta đó sẽ cùng hòa mình với vũ điệu nhảy sam trong buổi tối ngày hôm nay. Sẽ cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu để nhảy Vâng, xin mời các anh ở phía dưới lên hỗ trợ bên gõ sạp được không ạ? Vâng, xin mời các anh các chị chúng ta lên dập sạp cho các vũ công nhảy ạ. Vâng, xin mời tiếp tục đi chúng ta sẽ thay nhau dập và thay nhau nhảy nhá. Nhạc lớn lên ạ.
huyền chuyển đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Các cô gái cũng như các chàng trai của chúng ta đang cùng nắm tay nhau với vũ điệu nhảy sập xòe hoa. Rất chuyên nghiệp đấy ạ. Bộ phận dập sạp là nhìn thấy là vã hết mồ hôi ra rồi. Trở về tham dự các vũ công của chúng ta đã đến với đêm biểu diễn, một đêm biểu diễn vô cùng đặc sắc và thành công tốt đẹp với sự theo dõi chú ý của toàn thể các quý vị quan khách quý cũng như quý vị khán giả, và đặc biệt là 16 câu lạc bộ cũng như các vũ công của chúng ta ngày hôm nay đã mang lại cho chương trình một chương trình thật là bổ ích và thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức cũng như toàn thể câu lạc bộ Dân Vũ Lôi Động xin được cảm ơn tới tất cả các vị đại biểu khách quý. Xin được cảm ơn tất cả các câu lạc bộ ngày hôm nay, các vũ công của chúng ta. Xin được cảm ơn tới tất cả các quý vị khán giả, bà con, nhân dân ngày hôm nay dành những tình cảm đặc biệt, thời gian quý báu của mình để cùng đến với chương trình để chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay cũng như chúc mừng cho câu lạc bộ Dân Vũ Lôi Động tròn 5 tuổi trong buổi sinh nhật ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và cho những người thực hiện chương trình cũng xin được tạm biệt quý vị tại đây. Xin được kính chúc toàn thể quý vị ra về có một giấc ngủ an lành và hạnh phúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.